Thư viện tỉnh vừa tổ chức lễ bàn giao tủ sách cho các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tới dự lễ có ông Trần Minh Thế, Giám đốc Thư viện tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ông Trần Minh Thế, Giám đốc Thư viện tỉnh đã trao 10 tủ sách thuộc đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng trị giá gần 170 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thư viện tỉnh sẽ trang bị 100 tủ sách cho các khu dân cư và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Tại buổi lễ bàn giao tủ sách, lãnh đạo Thư viện tỉnh nhấn mạnh, phát triển văn hóa đọc là một giải pháp quan trọng không thể thiếu để xây dựng thành công xã hội học tập, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước, gắn liền với nâng cao dân trí, phát triển khoa học công nghệ, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân tiếp cận với thông tin mọi lúc mọi nơi. Từ đó góp phần bồi dưỡng, phát triển trí tuệ, hình thành tâm hồn, nhân cách đạo đức, lối sống tốt đẹp trong mỗi con người Việt Nam.